cô nương. Còn tôi cũng xin cáo biệt cô nương, để còn vào pha trà cho sư phụ. Xa lạ với nhau em cũng...
có những người thân thuộc của em, anh còn những người mà anh quý trọng. Hai chúng ta sẽ trở thành cù hận và giải quyết cùng nhau một mẩu chuyện thâm thù. Trời ơi, tiếng pháo du khuy, tiếng pháo du khuy đã bắt đầu nở rộ phía Long. Đưa người con gái sang sông, từ đây và mãi mãi hết chờ mong. Giấc mộng ban đầu tôi đành vĩnh viễn xa nhau. Cháu hãy quên đi một hình ảnh quá xa vời, gạt bỏ ưu tư để xây lại cuộc sống. Trao cô tám lần mà sao vẫn biết